Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế đã chính thức triển khai chương trình thí điểm quản lý toàn diện người bệnh viêm gan siêu vi C. Đây là hoạt động tiến tới hạn chế và kiểm soát tốt số bệnh nhân mắc ung thư gan hiện nay tại Việt Nam. Theo đó, hơn 1.000 người dân thuộc đối tượng khó khăn tại tỉnh Kiên Giang, nơi thí điểm đầu tiên đã được khám sàng lọc miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang. Với các bệnh nhân này thì khi được khám sàng lọc miễn phí sẽ tiếp tục được điều trị theo phác đồ của cán bộ y tế nhằm kiểm soát tốt nhất căn bệnh viêm gan siêu vi C. Trước kia, việc điều trị viêm gan siêu vi C có thể nói là gặp khá nhiều khó khăn vì thông tin về bệnh hạn chế, phác đồ điều trị không đa dạng và thời gian điều trị kéo dài, tác dụng phụ của thuốc gây đau đớn và gánh nặng kinh tế là những trở ngại khiến nhiều bệnh nhân bỏ điều trị giữa chừng. Tuy nhiên, với chương trình này sẽ đẩy lùi căn bệnh viêm gan siêu vi C do Bộ Y tế khởi xướng, các bệnh nhân sẽ được thực hiện phác đồ điều trị. Và với cơ hội mở ra như vậy thì căn bệnh được coi là kẻ giết người thầm lặng này không còn là nỗi ám ảnh đối với người bệnh. Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam là một trong những quốc gia có số ca mắc viêm gan virus B và C ở mức cao nhất, đứng thứ 9 trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.